Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh video của điểm máy Cường Linh. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn máy đồng cọc Mikasa MT72 F2F, hàng độc, hàng hiếm. Đây, hôm nay trời mưa rất là to, đấy, nên rất là hơi ồn. Máy đây gây ra khung của máy còn rất là mới, rất là bóng. Đây, sử dụng động cơ Mikasa máy nguyên bản. Độ ồn 107 decibel. Đây, cái chỗ này lọc gió còn đang nhìn rất là mới. Đây, thông số của máy đây. MT72FWA cân nặng 72 kg, công suất 2.6 kW. Đấy, do của tập đoàn Mikasa Sanjo Nhật Bản sản xuất. Đây là nắp bình xăng của máy đây. Công tắc chuẩn nổ. Đây, Mikasa MT72FW. Cùng nó rất là bóng. Đấy, chân đế của nó đây, nó rất là mới. Ánh xả của nó rất là đẹp, rất là mới, máy nguyên bản chưa sửa chữa đứt cọc gì.
vó này vào. Dễ nổ nhỉ? Để không nhảy một cái khác đấy. Đây là nó quan tâm lắm, nhận thấy cái chuyện này, nó cứ như là anh đang chơi đấy.